Chào bạn, mình là Hoàng An và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Choose Smart News của ngày 17 tháng 10 năm 2019. Hôm nay chúng ta cùng tổng hợp một số tin tức công nghệ nhé. Tất tần tật thông tin vừa bị rò rỉ của Galaxy Fold 2, Samsung xem xét công nghệ Ultra Thin Glass cho thế hệ smartphone màn hình gập tiếp theo, Samsung nộp bằng sáng chế cho smartphone mọc sừng, ra mắt Reno 2 và Reno 2S tại Việt Nam, chiếc điện thoại cong toàn màn hình sắp đến tay người dùng. Đầu tiên của chúng ta chính là mới đây thì Samsung Galaxy Fold mới được bán ra vào tháng 9 thôi. Sau nhiều lần hoãn đi hoãn lại của Samsung vì lỗi về màn hình thì Samsung hiện tại đã bắt đầu cho rò rỉ một số thông tin về chiếc Samsung Galaxy Fold 2 sắp tới ra mắt. Được biết dự án phát triển Samsung Galaxy Fold 2 được Samsung đặt tên là Boom, với hàm ý thiết bị này sẽ giúp thị phần của hãng công nghệ Hàn Quốc tại mảng smartphone màn hình gập nở hoa. Hiện tại thì quá trình phát triển phần mềm cho Samsung Galaxy Fold 2 đã bắt đầu. Thiết bị này được cài sẵn Android 10 khi được xuất xưởng vào tháng 4 năm sau. Samsung được cho là vẫn đang phân vân trong việc lựa chọn giữa kích thước hai màn hình là 6,7 inch và kích thước màn hình là 8,1 inch. Và theo phân tích của Phone Arena thì kích thước màn hình 6,7 inch sẽ cho phép là Samsung Galaxy Fold 2 có thể gập lại theo kiểu vỏ sò, tương tự như M-Rex 2019 của Motorola. Kiểu thiết kế này thì đương nhiên sẽ nhỏ gọn hơn rất nhiều so với kích thước là 7,3 inch của phiên bản Samsung Galaxy Fold đầu tiên, vốn tương đương với kích thước của nhiều mẫu tablet. Trường hợp Samsung quyết định lựa chọn là màn hình 8,1 inch, thiết kế của Samsung Galaxy Fold 2 có thể vẫn không quá khác so với phiên bản đầu, nhưng kích thước sẽ lớn hơn. Và thực tế thì sẽ không có ít nhiều nội bộ của Samsung cho rằng kích thước màn hình lớn chính là cái điểm mà hút khách nhất của các mẫu điện thoại màn hình gập, khi cho phép người dùng có thể là có không gian làm việc to hơn khi mở ra. Và tin tức thứ hai của chúng ta chính là màn hình của chiếc Samsung Galaxy Fold thì làm bằng nhựa, nó rất mềm và dễ chảy xước. Và mới đây thì Samsung đã có dự định và xem xét về một nguyên liệu mới, chính là Ultra Thin Glass, thay thế cho cánh nguyên liệu cũ để sản xuất ra cái chiếc Samsung Galaxy Fold 2 sẽ ra mắt vào thời gian tới. Ultra Thin Glass chỉ dày là 0,1mm, không dày hơn nhiều so với tóc người, nó khá là khó sản xuất, giá cao và sản xuất chỉ là một số lượng thấp thôi. Tuy nhiên thì Ultra Thin Glass có khả năng chống chảy xước tốt hơn với polyamide. Chiếc smartphone sắp tới được cho là sẽ có thiết kế gập kiểu vỏ sò thay vì nếp gấp giống như một quyển sách của Samsung Galaxy Fold hiện tại. Thì Samsung dự kiến sẽ giới thiệu smartphone màn hình gập thứ hai vào quý 1 năm tới. Tuy nhiên thì công ty sẽ có thể điều chỉnh thời gian ra mắt tùy thuộc vào thành công của Galaxy Fold trên thị trường. Ngoài ra thì không loại trừ cái khả năng là Samsung chưa sử dụng Ultra Thin Glass cho thế hệ này và tiếp tục sử dụng với polyamide nếu vật liệu mới không phù hợp với mong đợi hoặc là sản lượng quá thấp. Và tin tức thứ ba của chúng ta chính là sau 2 năm kể từ khi Apple ra mắt chiếc điện thoại iPhone X với màn hình tai thỏ thì các hãng smartphone Android đã cố gắng là hạn chế những cái phần mà khuyết điểm trên màn hình hoặc là họ cho biến luôn. Và mới đây thì Samsung đã nộp cái một bằng thiết kế là một chiếc smartphone nó gần như là ngược lại phần tai thỏ của Apple, và mọi người đang cảm giác nó như một chiếc điện thoại mọc sừng. Và được biết là một năm trước thì Samsung đã nộp bằng sáng chế này tại văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. Mới đây thì trang Let's Go Digital đã công bố hình ảnh có trong bằng sáng chế trên. Và theo đó thì chiếc smartphone trong hình ảnh sẽ có thêm một cụm notch ở trên phần đầu màn hình và vị trí là camera selfie này, loa thoại và cảm biến. Tôi biết trước đây thì thiết kế này cũng đã từng xuất hiện ở một số mẫu laptop đến từ nhà Asus. Với thiết kế trên thì chiếc smartphone của Samsung được lên ý tưởng sẽ đạt được cái thiết kế là màn hình toàn vẹn khi không bị khoét ở bất kỳ vị trí nào. Tuy nhiên đây là một thiết bị có thiết kế là khá là dị đối với một chiếc smartphone. Ngoài ra thì nếu như đế viền bezel tràn cả hai bên thì chúng sẽ có một thiết bị mới với mặt trước tương tự như em Pixel 4. Và tin tức thứ tư của chúng ta là chiều hôm qua ngày 16 tháng 10 năm 2019 thì Oppo đã cho ra mắt hai sản phẩm, chính là Oppo Reno 2 và Oppo Reno 2S, đánh vào phân khúc tầm trung với nhiều tính năng hấp dẫn. Oppo Reno 2 sẽ có mức giá là 14.990.000 đồng, đi kèm với cấu hình là Snapdragon 730G, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256GB. Phiên bản giá rẻ hơn là chiếc Oppo Reno 2S với mức giá cũng dễ tiếp cận hơn là 8.990.000 đồng cho phiên bản 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong.
chipset của thiết bị này sẽ được mang tên là MediaTek Helio B70 mà trước đây đã thấy trên Oppo F11 và F11 Pro. Với Oppo Reno 2 thì thiết bị này được mang thiết kế quen thuộc giống như là Oppo Reno thế hệ 1 cùng vây cá mập là nơi đặt camera selfie 16 megapixel cùng bộ 3 camera ở phía sau mặt lưng với độ phân giải lần lượt là 48 megapixel, 13 megapixel và 8 megapixel. Camera trên Oppo Reno 2 cho khả năng zoom 2x 5x tối đa lên đến là 20x. Cùng với đó là các chế độ khác như là chụp đêm này, chụp macro này hay quay video xóa phông. Oppo Reno 2S cũng có một chút thay đổi về ngoại hình khi nó chỉ được trang bị camera dạng trượt lên xuống giống như tương tự là Oppo F11 Pro thay vì dạng vi cá mập như trên Oppo Reno và Reno 2. Camera selfie trên Oppo Reno 2S thì vẫn có độ phân giải là 16 megapixel có không độ là f2.0, nhưng bộ 4 camera phía sau lưng đã bị cắt giảm đôi chút, cụ thể là 48 megapixel có khẩu độ là f1.7 về ống kính chính, 8 megapixel khẩu độ f2.2 với ống kính siêu rộng và 2 megapixel với khẩu độ là f2.4 với ống kính đen trắng và 2 megapixel có khẩu độ là f2.4 với ống kính đo độ sâu. Như vậy đồng nghĩa với việc là Oppo Reno 2S sẽ không có khả năng zoom như Oppo Reno 2, cũng không có những tính năng quay video xóa phông hay chụp macro. Oppo Reno 2 và Oppo Reno 2S đều được trang bị màn hình lớn là 6,5 inch cùng tấm nền AMOLED, mang lại cái trải nghiệm màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng, kèm với đó là công nghệ vân tay nhúng bên trong màn hình của thế hệ 3 cho tốc độ quét nhanh hơn và chính xác hơn. Màn hình của Oppo Reno 2 và Oppo Reno 2S cũng được chứng nhận là chăm sóc toàn diện với công nghệ bảo vệ mắt, lọc ánh sáng xanh lên đến là 37,5% và quản lý cân bằng sáng giữa môi trường. Và cả hai thiết bị mới của nhà Oppo đều mang trong mình viên pin lớn lên đến là 4.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh là VOOC 3.0, giúp người dùng không cần lo về pin trong quá trình sử dụng. Và tin tức cuối cùng của chúng ta chính là hiện tại thì chúng ta đang rất là thỏa hiệp với những chiếc smartphone có thiết kế gần như là toàn màn hình. Mới đây thì Oppo đã nộp một bằng sáng chế cho một chiếc điện thoại là cong cả 4 chiều luôn, có nghĩa là một chiếc điện thoại toàn màn hình trọn vẹn nhất ở thời điểm hiện tại. Và một trong những nhãn hiệu đầu tiên trên thế giới giới thiệu một chiếc điện thoại có camera selfie ẩn ở mặt trước đó chính là Oppo tới từ Trung Quốc. Trong vài năm qua thì họ đã phát triển công nghệ sạc nhanh và zoom quang học riêng biệt mà các bên khác không có. Oppo đã có bằng sáng chế về một chiếc điện thoại có 4 cạnh cong làm bằng kính với các độ phân giải cảm biến ánh sáng đặt dưới chúng thay vì là viền kim loại. Oppo cũng đã đăng ký công nghệ tương tự trên thiết bị có màn hình phẳng nhưng màn hình không cong quanh các cạnh và có viền kính siêu mỏng giúp ánh sáng chiếu qua. Nhìn trên hình chúng ta có thể thấy cái cảm biến ánh sáng hồng ngoại sẽ được đặt ở hai cạnh bên của máy, có một bộ phận truyền dẫn giúp cảm biến ánh sáng xác định được độ sáng trong phòng và điều chỉnh màn hình. Cảm biến hồng ngoại với mục đích là đọc nhiệt và sẽ hỗ trợ cho các cuộc gọi. Nó sẽ thay cái cảm biến tiệm cận và phát triển khi điện thoại được đặt gần tai người dùng và tắt màn hình trong khi gọi. Những công nghệ này có thể được sử dụng kể cả với cái màn hình OLED hoặc là Micro LED. Một bằng sáng chế mới được đăng ký không có nghĩa là cái công nghệ nó sẽ được thương mại hóa ngay. Tuy nhiên với sự nỗ lực của mình thì Oppo đang muốn đi đầu trong việc đổi mới các thiết bị di động và có lẽ họ là một trong những hãng đầu tiên trên thế giới sẽ ra mắt chiếc điện thoại tích hợp camera dưới màn hình hoàn thiện. Vậy là mình đã tổng hợp một số tin tức công nghệ trong ngày. Nếu các bạn có thông tin gì nữa hãy comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhớ like và subscribe cho bọn mình. Bây giờ thì xin chào, gặp lại. Bye bye.